Đàn ông đâu có mấy cầm điếu thuốc là đàn ông. Mấy thằng cầm điếu thuốc chưa chắc là đàn ông. Đụng chạm thì nói thẳng luôn cho rồi đi. Các bạn đang quay clip rất là nhiều, anh biết, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đàn ông gì mà vô lớp mà bắt con gái lên coi bảng thì tất cả những thằng trong đó không phải gọi là đàn ông. Chúng ta gọi bạn bốn chữ tình, các bạn nhớ. Một, chữ tình đầu tiên được mang tên hiểu. Sai lầm lớn nhất của chúng ta luôn nghĩ là ba mẹ còn nhiều thời gian. Anh nói vui với các bạn, trong gia đình của các bạn, cái người nói dối nhiều nhất đó là mẹ và ba của các bạn. Ba mẹ luôn nói dối các bạn cái kiểu như thế này: thôi con ăn đi, ba mẹ không nấu. Thôi con ăn đi, cái món này ba má ăn rồi. Vui với các bạn, mẹ các bạn cũng là con người. Mẹ các bạn cũng biết đói và cũng biết thèm, nhưng mẹ và ba luôn để cho các bạn ăn. Cái sai lầm thứ hai của chúng ta đó là gì? Chúng ta luôn nghĩ ba mẹ còn thời gian. Vui với các bạn không có đâu. Mỗi buổi sáng mở mắt ra thì ngày các bạn xa ba mẹ càng gần. Trên đời này không ai biết được chuyện gì. Mà con gái thì cho ra con gái. Chia tay người ta mà sẵn sàng nhắn tin thôi à. Chết không. Con gái thì lúc nào ăn một cái là quẹt son một cái à. Con gái thì mà sẵn sàng lên mạng gì à, vừa live stream quay hai cái ngợi cô, những đứa cực to chửi những đứa cực nhỏ à. Con gái thì kỳ cục gây. Mà con gái thì đàng hoàng, bởi đơn giản là gì? Các bạn sẽ là người quyết định cái tổ đó có ấm hay không. Chồng các bạn đi ra ngoài, xin lỗi nói bậy luôn, sẵn sàng đi nhậu tăng một tăng hai, nói đi cũng đi ôm luôn. Nói vậy cho sốc. Nhưng nó sẵn sàng, nó từ chối cái tăng bia ôm, nó chạy về nhà nó ăn cơm với bạn, thì đó mới là tổ ấm. Và các bạn quyết định là chúng tôi có về hay không, mà các bạn quyết định là chúng tôi có tự hào nở mày nở mặt với thiên hạ hàng xóm không. Còn gì hết. Đàn ông cho ra đàn ông. Đàn ông không có nói rồi mấy cái quái gì từ lên Facebook. Đàn ông đúng không? Đàn ông gì mà càng ngày càng yếu đuối. Là sinh viên bước lên đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sinh nhật của một bạn nữ, bàn 10 đứa nhậu, 7 đứa nữ, 3 đứa nam, 7 đứa nữ cầm ly bia thay lên một cái bàn vô, ba thằng nam vô gió khi có bạn. Đàn ông là không có nói nhiều, không phải lúc nào cũng Facebook, trưởng thành là không phải cái gì cũng có lên Facebook. Nên rõ với các bạn điều như vậy. Đàn ông thì sống cho ra đàn ông, bởi đơn giản các bạn cũng chắc là không phải là bò quái cho người khác dựa vào. Ăn cướp vô nhà ông nó chạy sao ấy mà ôi giời ơi cướp bị gì vậy. Đàn ông là không có sanh hình ấy mới là đàn ông. Câu chuyện được mang tên là Noel. Nhà trọ quận 8, 11 giờ đóng cửa mà 10 giờ rưỡi nó vẫn lao vào đó. Và cô gái ngồi sau là gì? Bắt đầu bực tức. Sao chào sao? Tại anh tôi ăn hết. Nhà trọ đóng cửa tại sao? Nhà sao? Anh cũng biết sao. Phụ nữ đừng có xào xào. Biết đóng cửa mà vẫn tự nguyện ngồi yên để ra đó nha. Làm như đàn ông chúng ta ngu lắm à. Phụ nữ thì chỉ giỏi chuyện giấu che giấu cảm xúc. Năm một đi con đi ngon chứ người sao chạy năm ba năm tư ra trường yêu được lâu chưa chưa công việc ổn định ra trường đi làm mấy năm rồi bây giờ yêu được chưa chưa còn sợ trai sợ sao đêm nào 12 giờ đêm bật dậy ô thèm trai nữ cầm ly bia Tiger lên một cái ba vô. Ba thằng nam dồn dồn khi cô gái. Đàn ông là không có nói nhiều, không phải lúc nào cũng Facebook, trưởng thành là không phải cái gì cũng đưa lên Facebook. Nói rõ với các bạn điều như vậy. Đàn ông thì sống cho ra đàn ông, bởi đơn giản các bạn đúng chắc là không phải là bờ vai cho người khác dựa vào. Ăn cướp vô nhà ông nó chạy sao váy vợ ôi giời ơi cướp bị gì vậy.
đàn ông là không có xăm hình, đấy mới là đàn ông. Cho nó coi lại nó. Đàn ông là không phải cầm điếu thuốc là đàn ông, mấy thằng cầm điếu thuốc chưa chắc là đàn ông. Đụng chạm thì nói thẳng luôn cho rồi đi, các bạn đang quay clip rất là nhiều, anh biết, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đàn ông thì mà vô lớp mà bắt con gái lên coi bảng thì tất cả những thằng trong đó không mới gọi là đàn ông. Tới đâu rồi, đang nói tới đâu rồi? Đàn ông đúng không? Đàn ông gì mà càng ngày càng yếu đuối. Là sinh viên bước lên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sinh nhật của một bạn nữ, bàn 10 đứa nhậu, 7 đứa nữ, 3 đứa nam. 7 đứa nữ cầm ly bia Tiger lên, 1 cái 3, vô. 3 thằng nam, ừ, vô, vô. Kỳ cô ấy. Đàn ông là không có nói nhiều. Đàn ông là không phải cầm điếu thuốc là đàn ông, mấy thằng cầm điếu thuốc chưa chắc là đàn ông. Đụng chạm thì nói thẳng luôn cho rồi đi, các bạn đang quay clip rất là nhiều, anh biết, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đàn ông thì mà vô lớp mà bắt con gái lên coi bảng thì tất cả những thằng trong đó không mới gọi là đàn ông. Hãy nhìn vào đôi bàn tay của các bạn, anh muốn các bạn nhìn ngắm nó. Và anh chúc mừng tất cả các bạn với đôi bàn tay này, chính thức dưới góc độ pháp luật, tất cả chúng ta đều được mang còng số 8. Thật là một người biết dập tắt chiến tranh trước khi nó xảy ra, đó mới là phụ nữ. Ngay thời điểm này nó toàn là chuyên gia đốt nhà thôi. Và anh nhắc lại rất quán triệt với các chàng trai nha, và các cô gái ngồi đây, con gái mà bước vô quán ăn mà lúc nào cũng để con trai trả tiền thì những đứa đó không được gọi là con gái nha. Nha cho. Và nhiều bạn sẵn sàng lấy vợ và để con và vợ của mình rất bất mãn. Và anh coi lại đó chỉ là tồn tại chứ không phải là sống. Anh muốn nhắc và khẳng định với em, sống nó kẹt em. Anh đã từng thấy một người đàn ông, họ sẵn sàng lọt cái đồng hồ 5.000 đô trên bàn nhậu tặng cho người bạn của mình. Bởi đơn giản người bạn của mình thích cái đồng hồ đó. Điện thoại vào tu anh nghe đồn giá nó rơi vào 100 mấy chục triệu tới 300 mấy chục triệu. Họ sẵn sàng tặng nhau cái điện thoại. Anh thấy điều đó, anh thấy điều đó. Anh đã từng thấy một cô gái lúc anh đi làm thêm, cô ta bước vô một cái hiệu, một cái gọi là, cô ta mua cái túi trong một cái siêu thị, cái Batson. Cái túi trị giá 2.000 đô và cô ta lấy một lần 5 cái túi và cà cái thẻ đi ra. Anh từng thấy. Anh đã từng thấy một người bạn với nhau, một người đi ra nước ngoài gửi về 2 tỷ rưỡi để cho một người bạn ở Việt Nam mua một căn chung cư rất tuyệt vời ở Hồ Chí Minh, đường Lê Trọng Tấn. Anh đã từng thấy một cô gái 34 tuổi tặng cho chàng trai người yêu của mình một chiếc xe Mercedes Urban. Và anh đã từng thấy những người người ta sống. Và anh sẽ hứa anh lấy tất cả những tiền trên YouTube để em trao học bổng cho những đứa nghèo. Đó là điều anh muốn. Bishop Rabbit.
được cũng nhiều rồi. Này, hãy tính cho tôi biết, từ đây, từ mặt đất lên tới mặt trăng, xếp bao nhiêu tờ giấy A4 để lấp đầy khoảng trống đó? Đó là những thứ người ta hỏi. Bạn có một phút, hơn một phút một... Bao nhiêu bạn ở đây đang yêu hoặc đang ế? Em à đâu? Một, biết xài tiền là biết suy nghĩ. Tao giới thiệu anh là tiến sĩ Quỳnh Anh Linh, bởi vì anh có xài cái bằng đó trong cái nghề này đâu. Và ngay thời điểm này anh muốn nói với các bạn là nhưng ở đâu đó là anh được yêu thương vì đơn giản anh luôn nỗ lực để anh giỏi cái nghề này. Cái may mắn nhất là cái nghề nó chọn anh, và anh kỳ vọng với các bạn là bỏ hứa với anh một việc, kỳ thi này chỉ là một cột mốc rất nhỏ trong cuộc đời các bạn. Và xin trao gửi với những bậc phụ huynh đó là già, hãy đừng so sánh, vì so sánh là tổn thương. Phụ huynh đã từng bị la mắng, nhưng tại sao chúng ta lại sử dụng cái sự la mắng đó cho con mình? Phụ huynh đã từng bị so sánh, chúng ta đã tổn thương, thì tại sao chúng ta lại làm điều đó lại tổn thương con mình? Vậy thì một lúc này xin phép phụ huynh hãy một câu nhỏ thôi, chúng ta hãy già hãy chuyển từ làm ba làm mẹ làm bạn. Chúng tôi kêu gọi phụ huynh là một, hãy hiểu kỳ thi; hai, hãy hiểu những cái cách để hỗ trợ con mình có thể là chọn được một ngôi trường, chọn được một cái nghề; và ba, phải đồng hành với con, không phải là phụ huynh nữa, không phải là cha mẹ nữa, mà hãy là bạn, hãy là bạn. Và câu chuyện nếu ai là bạn thật sự của con, chắc có lẽ gia đình đó sẽ rất hạnh phúc trong câu chuyện nghề nghiệp. Và thông điệp rất rõ, so sánh là sai, hãy là bạn của con trong những lúc như thế này. Và anh có nói bạn là gì à, hãy xăm hình khi các bạn đủ tỉnh táo, và hãy xăm hình, và các bạn hãy biết được là gì, cái việc xóa hình xăm là một cái vấn đề rất đau đớn. Xăm rất dễ, xóa mới khó. Đứa em của anh lên nhà, lên thành phố, nó học, nó xăm nguyên cánh tay trái bình thường, xăm hình là nghệ thuật, nhưng đâu đó nó bước vào công ty và nó bị kỳ thị về hình xăm đó, và nó phải đi tẩy. Và một buổi trưa ngồi uống cà phê với nó mặc cái áo rất là kín, giống như là thủ môn mặc cái áo thủ môn vậy đó, kính tay dài như thế này nè. Anh nói mày rảnh hả? Chưa thì tao nắng muốn chết, mày mặc áo kính như vậy. Bà nói là anh Bình, em lột ra thì nó ghê lắm. Và đúng, nó lột ra một cái nguyên cánh tay bên trái của nó. Nói thật sự, cái ly cà phê đó anh cảm thấy hơi tiếc tiền. Bà muốn nói bạn sao mình ư, trường công an, trường cảnh sát, và bạn muốn làm nhà nước thì người ta vẫn không chấp nhận hình xăm. Xăm hình là chuyện của các bạn, đó là nghề phục. Nhưng hãy xăm hình khi hãy bước ra khỏi giảng đường, bước ra khỏi ghế nhà trường. Lúc đó anh nghĩ xăm hình thì lúc đó các bạn là già, lúc đó đó là nghệ thuật thực sự. Thật là một người biết dập tắt chiến tranh trước khi nó xảy ra, đó mới là phụ nữ. Ngay thời điểm này nó toàn là chuyên gia đốt nhà thôi. Và anh nhắc lại rất quán triệt với các chàng trai nha, và các cô gái ngồi đây, con gái mà bước vô quán ăn mà lúc nào cũng để con trai trả tiền thì những đứa đó không được gọi là con gái nha. Và chia sẻ bạn là gì à, làm ơn chọn một cái nghề, phải đừng giống anh chạy theo bằng cấp. Ngay thời điểm này cạnh tranh là cạnh tranh năng lực, chứ không phải là cạnh tranh bằng cấp. Nhớ anh điều đó. Các em giỏi, xin lỗi, người ta sẽ trải thảm đỏ, người ta mời các em. Còn các em dở, xin lỗi các bạn, là sẽ không bao giờ các bạn có được việc làm và cuộc sống như mong muốn. Mỗi sáng các bạn thức dậy rửa mặt, rửa tay, các bạn đến trường đôi bàn tay rất đẹp. Nhưng đâu đó các bạn ơi, đôi bàn tay đó nó chưa đẹp bằng đôi bàn tay của ba mẹ các bạn đâu. Đôi bàn tay của ba mẹ các bạn chai sần nhiều lắm, các bạn quên rồi, quên nắm đôi bàn tay của ba mẹ. Các bạn cứ nghĩ ngày 20 tháng 11 là ngày của thầy cô, nhưng không, các bạn bỏ quên người thầy đầu tiên trong cuộc đời của các bạn, đó là ba mẹ. Đôi bàn tay của mẹ các bạn bắt đầu già, đã đánh dần đánh mất cái tuổi thanh xuân. Và đôi bàn tay đó, cái làn da bắt đầu thay đổi, những sợi tóc bạc bắt đầu xuất hiện trên mái tóc của ba các bạn, và vết chân chim bắt đầu hình thành lên mắt của mẹ các bạn bỏ quên.